Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục cập bến được hai con máy viền đen đầu 40 các bác nhé. Cả hai con này đều đầu 40, sản xuất năm 2011. Đấy, đầu 40 này thì nó tương đương với lại máy 16.000 BTU, có thể sử dụng được trong cái phòng từ 18 cho đến 25 mét vuông nhé. Từ 18 đến 25 mét vuông. Hai con này về thì có một con nó đặc biệt hơn một chút, đó là con mã HX401 này. Cái mã HX này rất là hiếm các bác nhé. Đấy, theo như các anh em thợ bảo thì mã này nó giống như kiểu là những cái mã mà nó chỉ sản xuất giới hạn đấy, chứ nó không thi thoảng có một năm nào đó nó sẽ làm ra một ít cái mã này. Cái mã này thì khối mặt nóng ngoài khối ngoài trời nó sẽ bằng với lại cái con 401 kia nhá. Đều là 43,5 cân. Đấy, nhưng mà cái mặt lạnh nó sẽ dài hơn các bạn. Mặt lạnh nó sẽ dài hơn. Đấy, trước năm trước là em cũng có bán được 1 hay 2 con này thôi dạ, 1 hay 2 con này. Đây bình thường thì các con khác thì cái mặt lạnh của nó chiều dài của nó bằng với lại cái cục nóng. Đấy, còn cái con những cái con mã HX này ấy, thì nó dài hơn cái mặt lạnh bình thường này tầm khoảng 15 phân. Đấy, nó dài hơn khoảng 15 phân. Thì những cái phòng khách nào mà cần gọi là gió to quạt khỏe đấy. Đấy thì những cái con này quạt nó sẽ chạy khỏe hơn những cái con bình thường các bác nhá. Những cái con dài này đấy, quạt nó sẽ chạy khỏe hơn những con bình thường. Đấy, cái cửa gió này của cái bọn này là màu nó hơi đục hơn một tí này các bác nhá. Đấy, cái cửa gió là màu nó hơi đục tí này. Lúc nó mở ra nhìn rất là đẹp. Cả hai con này đều đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy, các bác mà đã mua máy của bên em thì các bác biết rồi. Em chọn rất là kỹ. Chọn rất là kỹ nhá. 401CXR2. Đấy, con này 401CXR2 nhưng mà nó là nhảy sang đầu năm 2012 này. Đầu năm 2012. Đấy, còn con này 2011 các bác nhá. Toàn bộ những cái hàng em bán là hàng đồng bộ cục nóng và cục lạnh các bác nhá. Hàng VIP thì tất nhiên là nó sẽ đẹp xuất sắc, gọi là từ dàn nóng cho đến dàn lạnh và zin nguyên bản hết tất cả các mạch bên trong thôi. Đấy, các bác nhìn cái dàn này. Em toàn tuyển chọn những con mà dàn đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Và là toàn những cái viền đen này không có dàn nhôm thôi, chỉ có dàn đồng thôi. Máy viền đen này không có dàn nhôm mà chỉ có dàn đồng thôi. Thế là các bác yên tâm nhé. Cả hai cái con này thì đều có hiển thị nhiệt độ bác nhé. Cả hai con này thì đều có báo hiển thị nhiệt độ phòng. Đấy. Bác nào mà đang có nhu cầu tìm một con sử dụng trong cái phòng khách mà từ 16 cho đến 25 mét vuông đấy, 16 đến 25 mét vuông thì có thể lựa chọn những cái con này lắp rất là ok. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em được số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại bác trong những clip tiếp theo.